Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Hoàng Tuấn Tiệp, Hoàng Trương Chiếu, sinh ngày 9 tháng 7 năm 1998 tại thành phố Trung Khánh, Trung Quốc, là sinh viên của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Năm 2014, Tuấn Tiệp học tại Học viện Nghệ thuật Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, chuyên ngành diễn xuất. Đến năm 2018, thi đỗ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh với 90,98 điểm, đứng ở vị trí thứ 2, đồng thời cũng xếp ở vị trí thứ 5 của Học viện Hí kịch Trung ương trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Thời gian rảnh rỗi, Hoàng Tuấn Tiệp thích đọc sách và xem phim. Thể loại yêu thích của Tuấn Tiệp là phim zombie, phim hành động. Tuấn Tiệp chia sẻ bản thân thích văn học, đặc biệt là cuốn tiểu thuyết Thái Dương Tử Khứ của tác giả Ba Kim. Đọc các tài liệu lịch sử như Tư Trị Thông Giám của nhà sử học thời Tống Tư Mã Quang. Ngoài ra, Hoàng Tuấn Tiệp thích chơi tennis, bóng rổ và tập thể dục bất cứ khi nào có thời gian. Trên Weibo cá nhân, Hoàng Tuấn Tiệp cũng tỏ ra là một chàng trai mê du lịch khi liên tục cập nhật các hình ảnh về chuyến đi của mình. Tháng 6 2016, Hoàng Tuấn Tiệp tham gia bộ phim điện ảnh về Thanh Xuân 24 giây trong vai Đỗ Thanh, với tính nhẫn nại đã giúp cho đội bóng rổ của mình giành thắng lợi. Đây cũng là vai diễn đầu tiên của cậu bắt đầu sự nghiệp trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Cũng trong năm 2016, Hoàng Tuấn Tiệp còn thử sức với nhiều vai diễn khác nhau. Vai Bạch Sen ôn nhu trầm lặng trong web drama Đình Lý Hồ, vai chàng trai ấm áp cao thượng trong bộ phim Rành Rành Nở Hoa. Ngoài ra còn góp mặt trong bộ phim điện ảnh Em Là Thanh Xuân Của Anh, được chuyển thể từ tiểu thuyết Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại do Tống Vân Hoa và Tống Uy Lăng diễn chính. Phim đã ra rạp vào tháng 6 2019. Năm 2017, Hoàng Tuấn Tiệp vào vai Liêu Đan Dịch cùng với Lý Khải Hinh trở thành nam nữ chính của phim Lớp Trưởng Đại Nhân. Đầu năm 2018, vào vai Bạch Chân trong bộ phim Tam Sinh Tam Thế Trầm Thượng Thư do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cao Vĩ Quang diễn chính. Phim dự kiến sẽ lên sóng trong tháng 1 2020. Nội dung và lịch chiếu của phim đã có trên kênh của May. Cũng trong năm 2018, tham gia bộ phim Bước Đến Thế Giới Của Em trong vai Cung Trừng. Phim đã phát sóng vào tháng 6 2018 trên Tencent Video. Sang tới năm 2019, Hoàng Tuấn Tiệp vào vai nam chính Kỷ Hành trong bộ phim Mai Nghi Điểm Thê, đóng cùng với nữ chính Tôn Thiên. Phim sẽ lên sóng vào tháng 1 2020. Nội dung và lịch chiếu của phim đã có trên kênh của May. Trong năm 2019, Hoàng Tuấn Tiệp vào vai Trương Khởi Linh trong web drama Đạo Mộ Bút Ký Chi Trùng Khởi Cực Hải Thính Lôi của tác giả Nam Phái Tam Thúc. Phim sở hữu dàn diễn viên với các gương mặt quen thuộc như Chu Nhân Long, Mao Hiểu Đồng, Hồ Quân, Trần Minh Hạo, Trần Sở Hà. Phim dự kiến sẽ ra mắt khán giả trong năm 2020 trên Youku và Ái Kỳ Nghệ.